Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách tách kính của cái màn hình tai thỏ do nước mà không bị vào phim. Rất là nhiều cái phương pháp để mình tách này nó sẽ hạn chế vào phim thôi. Thực ra nó không phải tuyệt đối 100% là không vào phim, nhưng mà có những cái cách nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều cái tỷ lệ mình cắt vào phim. Những cái màn hình mà thẳng ấy, như màn của iPhone ấy, tức là iPhone 8 Plus đổ xuống ấy, thì là cái màn hình nó thẳng, thì mình cắt khi mình tách cái lớp kính bị vỡ này ra, nó sẽ tỷ lệ nó vào phim nó rất ít hơn so với những cái màn mà nó có giọt nước hay tai thỏ. Đây là như màn có thiết kế giọt nước này. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách của mình hay làm nó có những tỷ lệ mà vào phim thấp nhất. Đây là một cái màn giọt nước nhé. Thì các cái màn tai thỏ thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Cái viền này, thường là cái màn tai thỏ giọt nước, cái viền của nó rất là mỏng. Cái viền mỏng này thì các bạn sẽ dùng một cái dao dao mổ ấy. Các bạn cạo vệ sinh sạch cái lớp keo viền này nó đi này. Đây này, mình sẽ chiếu gần cho bạn xem cái lớp keo viền của nó. Đây. Đó. Cái lớp keo viền này các bạn cạo sạch đi nhé, để nó sẽ không kê cái dây thép khi mình cắt. Đó. Mình cạo sạch cái viền này đi được. Vệ sinh sạch hai mép nhé, hai đầu của hai góc này. Bởi vì mình sẽ cắt từ góc này, sau đó đến nửa cái giọt nước này, thì mình sẽ cắt từ góc này sang đến giữa nửa giọt nước này nữa. Mình sau đó mình cắt thẳng này thì nó sẽ là ok. Bây giờ thì mình sẽ cắt cho bạn xem nhé. Đối với màn hình này thì nó bị vỡ này, các bạn sẽ dùng cái băng keo dính vào để cho nó liên kết các cái kính này lại với nhau. Khi mình tách thì cái hút nó sẽ không bị không khí vào chỗ vết vỡ này. Ra những anh em mà mới làm ép kính thì sẽ chưa có kinh nghiệm nhiều về những cái vấn đề này, nhưng mà những anh em mà có kinh nghiệm ép kính nhiều rồi thì có rất là nhiều những cái phương pháp hay. Thì anh em nào biết được những phương pháp hay thì có thể là chia sẻ để mọi người cùng biết. Nhưng mình làm thì mình làm theo cách này thì cái tỷ lệ để nó vào phim của những cái màn hình tai thỏ giọt nước là nó sẽ thấp so với những cách làm khác. Giờ mình sẽ cắt từ góc bên này, mình cắt góc bên này đến nửa giọt nước, và mình sẽ cắt thẳng cho các bạn xem nha. Nhiệt thì ở đây mình đang để là 80 độ, các bạn có thể để 80 hoặc 90 đều được. Để nhiệt mà nó tầm 90 độ thì nó sẽ cắt, mình khi mình cắt ngay như thế thì nó sẽ ngọt hơn, nhưng mà đây để nhiệt tầm 80 thì mọi người sẽ để cho nó nóng keo một chút thì cắt nó sẽ ngọt hơn. Mình đây mình cắt ngay thì nó sẽ hơi dít. Cắt như vậy thì cái tỷ lệ mà nó vào phim nó sẽ thấp hơn cho những cái màn giọt nước như thế này. Nên mình vừa cắt xong cái này.
Đây là tấm kính của nó đây, bị vỡ đây. Thực ra cái màn này là màn chết rồi, nhưng mà mình cắt để cho anh em biết cái cách cắt làm sao nó tỷ lệ vào phim nó rất là ít. Đây bây giờ mình sẽ quấn cái keo này đi cho mọi người. Phim của nó cực kỳ là đẹp luôn. Ok, giờ mình sẽ lau qua cái keo này đi nhá. Chỉ cần một lượt 530 vào thôi là nó bóng nư rồi. Cực kỳ là đẹp luôn. Phim rất là đẹp. Bóng nhoáng luôn. Sáng như gương luôn. Lúc này thì chỉ cần vào keo là ép kính mới là ok rồi. Đấy là mình chia sẻ cho mọi người cách cắt tách kính của màn hình tai thỏ giọt nước để hạn chế cái tỷ lệ cắt vào phim. Rồi, trước khi là đẹp. Rồi, cảm ơn mọi người.